Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với Cua Hải Chó Bản Địa Việt Nam. Thì hôm nay em sẽ lên cho các bác một siêu phẩm các bác ạ. Là một em hơ mông cọc cái vện các bác nhé. Đầu thủ rất là đẹp luôn, đây là con cái một lứa này các bác nhé. Ok, cọc tịt. Đấy, khung hình như con đực luôn anh em ơi. À, ra đây nào. Lưỡi là đốm 99% nha các bác nhá, gần thép luôn. Đấy, coi như là lưỡi thép luôn đấy các bác ạ. Đấy, bác nào mua về con này về đúc cọc lưỡi thép này, bác nào đam mê đúc cọc lưỡi thép rất là đẹp luôn này. Đấy, màu vện rất là đẹp này. Vện như con bá luôn đấy các bác nhá. Đấy, đang đánh hơi ấy. Săn bắt chuột, rắn thì khỏi phải nghĩ luôn đấy các bác ạ. Đấy, ngửi thấy mùi đây. Đó, ngửi thêm mùi này, đánh hơi này. Đấy, như con này đánh hơi thì khỏi phải nghĩ luôn các bác nhá. Chân tay thẳng tắp luôn anh em ạ. Rất là đẹp luôn, đấy, thần thái này. Quá là đẹp luôn này. Vện cọc nhá các bác nhá, vện cọc cái. Đấy, răng đủ. Cái đẻ một lứa này các bác nhá. Chuẩn cho bản luôn này, con này em bắt về được 3 ngày rồi. Hôm nay thuần này em sẽ quay lên cho các bác xem. Đấy, mặt mũi rất là đẹp luôn này, như con đực luôn này các bác ơi. Tai căng đét luôn. Bác nào đam mê mông cọc thì không thể bỏ qua được cá thể này nhá. Trạng của em này là hiện tại là 24kg các bác nhá. Size cực khủng luôn này. Đấy, cọc cái em 24kg nặng như đực luôn. Các bác nhìn thần thái này. Quá là đẹp luôn này. Đấy, chuẩn chó săn luôn các bác ạ. Giá của em ấy thì rất là mềm nhá anh em nhá. Bằng con chó con này các bác này. Đấy, cọc tịt cái một lứa này. Ok, rất là đẹp này các bác nhìn thần thái này. Không khác gì con đực luôn này. Em đứng góc này quay hơi khó các bác ạ. Đó, rất là đẹp luôn này. Lưỡi đốm là nhiều. Chân tay thẳng tắp này. Đấy, em truy vào trong vườn này em tìm góc quay đẹp cho các bác luôn. Vương lưới rồi. Đó, màu kẻ vẽ rất là đẹp luôn anh em ơi. Đấy, chuẩn cho săn luôn nhá. Lưỡi thì đốm rất là nhiều. Đi ra nào, đi xa vào tao quay cho đẹp. Đó. Cực tịt. Lưỡi gần thép luôn này. Chuẩn chó săn, dòng chó săn nha. Bác nào kết thì liên hệ với em ngay. Số điện thoại em là 0926883345. Cu Hải Chó Bản Địa Việt Nam. Đó. Thần thái rất là đẹp này. Kẻ vẽ đẹp này. À, đang quay chó vợ mình về các bác ạ. Đi vào nhà đi. Cửa có mở đâu mà vào. Đi xe, để xe đây. Đi bộ vào. Lùi lại tí, khi lên đây thì người ta quay kiểu gì. À, nó vẫn hơi nhát người các bác ạ. Nên em đảm bảo với các bác, chó này các bác bắt về cho ăn tầm 2-3 ngày là thuần luôn. Đấy, con này hôm mình bắt ở nhà chủ thì cũng rất là tợn luôn này. Về nhà mình cho ăn là ngoan ngay. Cọc cái 24kg các bác ạ, quá khủng khiếp luôn. Form giá như con đực luôn, không khác gì đực nha. Thông báo các bác là cái một lứa các bác nhá. Xin nhắc lại một lần nữa là cái một lứa nha. Rất là đẹp này. Đó, bác nào bắt em ấy thì liên hệ với em ngay. Số điện thoại em 0926883345. Kẻ vẽ rất là đẹp luôn nha các bác nhá. Trong video chắc là nó không được rõ lắm. Các bác nhìn vện, màu vện này rất là đẹp luôn này. Cọc tịt này, chuẩn hạt gạo này. Con này là thuộc dạng hơ mông cọc size to nhá. Con cái 24kg rất là đẹp luôn anh em ạ. Đó. Đầu thủ đẹp. Form dáng đẹp, chân tay thẳng tắc. Đấy, bác nào bắt thì liên hệ với em. Số điện thoại với Zalo là 0926883345. Đấy, lưỡi đốm rất là nhiều, em kiểm tra lưỡi cho các bác xem nhé. À, ngoan nào, các bác nhìn lưỡi này. Đấy, gần như là đen hết luôn. Bác nào mua về làm giống thì con này là một con cái để làm giống rất là tốt này. Nào, mực lên, ngoan chưa? À, chuẩn dòng săn luôn á. Con này về săn bắt thì ôi rồi, không phải nghĩ rồi các bác ạ. Rất là khôn luôn, lưỡi đốm gần hết luôn, lưỡi gần thép luôn, đuôi cọc tịt, còn giá như một con đực luôn này. Cái này thì không còn gì để chê nữa các bác ạ. Cọc tịt này. Đó. Quá là xuất sắc. Đây là mẹ mình.
lấy quỷ đun cám chó các bác, ăn cỏ đấy. Đấy, kẻ vẽ đẹp luôn các bạn, mê ly luôn. Cho bản nó phải thế. Đấy, cái một lứa này. Con này thì em bảo hành sức khỏe cho các bác cả tháng luôn. Mua về làm giống thì đúng là không còn gì, làm con giống này thì đúng là không còn gì để nghĩ đâu. Các bác mang về đúc đực đẹp nhá. Thì em đảm bảo với các bác 3 tháng sau là có hậu duệ cực kỳ đẹp luôn. Có sản phẩm luôn các bác ạ. Quá là đẹp. Đuôi đốm rất là nhiều này, đuôi chuẩn cục tịt hạt gạo luôn này các bác, là đuôi này. Đấy. Đây, hạt gạo đây, to đùng luôn đây này. Đấy, đây, chỗ ra đây cục tịt đây. Đó, cục tịt nhá. Chó to nó hay ăn cỏ. Kẻ vẽ này em quay màu cho các bác xem, quay gần nhá. Kẻ vẽ đẹp luôn này. Không khác khác gì con báo luôn đấy các bác nhé. Ai, kẻ vẽ đều từ chân tay. Đấy. Đấy các bác ạ, bắt con này thì đúng là quá là chuẩn luôn các bác ạ. Bắt về làm giống ấy, rất là đẹp luôn này. Đó, dáng đứng kẻ vẽ rất là đẹp. Bác nào fan của vệ thì đúng là con này không thể bỏ qua được rồi. Cộc tịt, lưỡi đốm nhiều, dáng đứng như đực luôn. Lưỡi đen gần hết luôn các bác nhá. Ô, chó này mang về thuần dễ mà, chó to này. Lại cái nữa này thì đấy các bác này, răng đủ nhá các bác nhá. Đấy, ở góc này các bác nhìn kẻ vẽ rất là đẹp này, chuẩn luôn này các bác này. Nó mừng chứ. Rất là đẹp luôn nhá anh em nhá. Quý xuống đi vợ ơi, quý xuống cho làm khúc góc đẹp, may quý xuống. Đó. Kẻ vẽ rất là đẹp luôn anh em ạ. Đó. Bác nào bắt con cái này về thì quá là tuyệt vời. Đấy, em xin thông báo nhắc lại là con này là con cái vệ này, kẻ vẽ đẹp này, lưỡi đố gần hết luôn này, đen xì này các bác nhá. Cộc tịt, cái một lứa. Đấy, là một con giống rất là chất lượng cho bác nào muốn mang về nhân giống nuôi trong nhà. Đặc biệt con này là săn bắt rất là tốt nha các bác nhá. Rắn chuột. Đấy, chuẩn chó bản luôn này, em bắt về được mấy hôm giờ là thuần luôn này. Rất là khô luôn anh em ạ. Kẻ vẽ thì khỏi phải nghĩ luôn này, màu đẹp. Đấy, lưỡi đốm rất là nhiều. Đó, bắt đầu bắt cái này liên hệ với em ngay. Số điện thoại em là 0926883345. Cua hải chó bản địa Việt Nam. Đấy, bác nào chốt thì gọi điện cho em ngay nhá. Giá thì rất là mềm, bằng con chó con thôi các bác nhé. Một con số bác Hà đỏ thôi. À. À. Bác nào có nhu cầu thì em nuôi hộ lại cho các bác. Các bác cứ bắn tiền em nuôi hộ lại cho các bác. Để phối con đực đỏ lưỡi thiếc này em sẽ gửi cho các bác. Đấy, con này không bán được em vẫn để làm giống để cho ghép với con đực đỏ nha em. Đấy. Quá đẹp luôn này. Cục tịt này. Đó, rất là đẹp nha các bác nhá. Ok, video bây giờ em sẽ kết thúc tại đây. Đấy, em chúc các bác xem video thật là vui vẻ này, ngắm được nhiều, chọn được những con giống thật là đẹp, ưng ý. Đấy, ưng con này thì liên hệ cho em ngay, nhấc điện thoại ngay, gọi cho em 0926883345. Cua hải chó bản địa Việt Nam. Rất là đẹp luôn. Cái 24kg cũng khác gì con đực các bác nhá. Ok, em xin chào các bác.